Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Realgi của mình. Và ngày hôm nay thì bên Ana Free Fire ra chúng ta đó là quả súng sạc boxing. Quả súng sạc này nó hơi bị drama với server nước ngoài luôn. Đấy, tại vì thực ra quả súng sạc này đã ra mắt server nước ngoài rồi, mình cũng đã test cho anh em rồi. Thực ra sức mạnh nó lại cũng chả khác quá gì skin bình thường. Đấy, anh em thích thì chơi, không thích thì chơi. Đấy, úi dồi, toàn 1 với 2 với 3 này, căng nha. Và mở này thì chúng ta sẽ phải tốn tương đối nhiều kim cương đấy. Như vậy là với cái tỷ lệ như thế này phải tốn độ tầm 2000 kim cương mới có thể ra được khẩu này. Đấy, tốn khoảng 2000 nha anh em nhé. Đấy, tầm 1500, 2000 gì đấy thì mới ra được. Đấy, 123. Đấy, tốc độ thay đạn cộng một xuyên giáp. Đấy, á được một phát 4 huy hiệu này, tươi. Cái súng này ấy, ở bên server nước ngoài nó bị một quả drama như thế này. Đầu tiên ấy thì chỉ số của nó là 2 tốc độ thay đạn, 1 tốc độ sạc. Đấy, và giúp cho chúng ta gọi là bắn nó gọi là nhanh hơn. Đấy, bắn nó gọi là tít hơn. Đấy, bắn nó gọi là căng đét luôn. Nhưng mà sau đó ấy thì cái chuyện mà tăng một tốc độ sạc ấy nó tạo ra một cái bug. Đấy, nó tạo ra một cái bug rất là căng. Đấy, rất là căng cò. Đấy, và nó khiến cho là lâm phát 4 huy hiệu nữa. Và nó khiến cho là bên Nga quyết định là sửa lại cái chỉ số tăng tốc độ sạc đấy thành cộng 1 xuyên giáp. Đấy, thành cộng 1 xuyên giáp. Đấy, và cái cộng 1 xuyên giáp này thì nhiều anh em ở bên server ngoài không hài lòng. Anh em bảo là tự nhiên người ta đang tăng tốc độ sạc hay như thế, người ta bỏ ra mấy nghìn kim cương ở bên server đấy người ta sở hữu. Đấy, tự nhiên lại đổi lại chỉ số như này, không giòn. Đấy, thế là anh em mới đến kiện. Thế là bên Nga là ở bên server nước ngoài ấy, bên server sinh ấy, thậm chí họ phải làm hẳn một sự kiện cho hoàn lại tiền. Đấy, nhưng mà lại không hoàn lại kim cương mà hoàn lại một số lượng huy hiệu đủ để có thể đổi được bộ thích khách âm dương. Đấy, rất là drama luôn, quả súng cực kỳ nhiều drama từ đầu lúc ra mắt đến giờ. Nhưng mà đến lúc mà về server Việt Nam như ngày hôm nay ấy thì nó đã là cố định ở xuyên giáp luôn rồi, thế nên không ai phàn nàn gì nữa. Anh em có thể lấy thêm quả lựu bùm chiếu rồi nhá. Quả lựu này nhìn trông khá đẹp. Cái lựu này trước này như free bên server nước ngoài hay sao nhỉ? Quả lựu này là ra từ đợt Alvaro thức tỉnh á. Và ra từ đợt Alvaro thức tỉnh á. Đấy, nhưng mà sau rồi đấy thì chả biết sao tôi không nhớ server Việt Nam ra cái quả này không. Đấy, ở bên server nước ngoài tôi nhớ là nạp độ khoảng 200-300 kim cương nhận free. Việt Nam có nhận free không ta? Đấy, có nhận free không ta? Đấy, tôi cũng không nhớ lắm. Đấy, nhưng mà thôi điều đấy nó cũng không quan trọng. Đấy, tại vì là ở cái này thì là 35 huy hiệu thì cũng phải tốn mấy trăm kim cương, không phải là free gì cả. Ok, hôm nay thì bên Ghana Free Fire đây này, cái cẩu vào đây check xem có súng sạc có về tài khoản chưa. Đấy, súng sạc đây, súng sạc thảo lai. Thật ra khẩu này về chỉ số không mạnh hơn cái khẩu khác là mấy. Đấy, không mạnh khẩu khác là mấy. Thế nên là cái khẩu súng sạc là nó rất khó để có các loại chỉ số. Mình vẫn thích dùng khẩu Patang này hơn, nó cộng độ chính xác. Thì khi mà chúng ta sạc vào mồm đối phương thì cái tỷ lệ chúng ta hạ gục đối phương nó sẽ là cao hơn. Đấy, sạc vào mồm đối phương này nó sẽ là ok la hơn. Đấy, ok, bên Anna có thông báo về chuyện web membership sẽ được làm mới cực xịn, lắng nghe góp ý. Thì membership hiện tại sẽ đóng cửa vào ngày mùng 10, vào ngày 30 tháng 6, 10 giờ ngày 30 tháng 6, đúng một tuần nữa. Và sau đó một ngày thì web membership mới sẽ được trình làng. Đấy, thì cái web membership này ấy, thì tôi nói với anh em là nó sẽ chuẩn bị bay màu và nó sẽ thay bằng một cái web membership mới. Đấy, lý do vì sao mà bên Anna cứ làm đi làm lại hệ thống membership như này ấy, là tại vì là cái hệ thống membership cũ ấy, nó lại không phục vụ cho tất cả các loại tài khoản. Ngoài ra thì nó gặp một vấn đề nữa là sau khi mà nó không phục vụ hết cho tất cả loại tài khoản ấy thì một số người chơi các loại tài khoản khác ấy họ lại dễ bị lừa bởi những cái trang membership giả mạo. Có rất nhiều những cái trang membership giả mạo ra mắt ở trong suốt mấy năm nay ấy mà lừa được khá nhiều người. Thì kiểu nó cứ lừa theo kiểu là đây là membership ấy, các bạn vào đây đăng ký nhập các cái tài khoản VK này, tài khoản Gmail này, tài khoản này, tài khoản kia đấy vào để nhận quà. Cuối cùng thì mọi người không nhận được quà, mọi người lại còn bị mất ác nữa. Thì cái đấy là cái điều mà khiến cho bên Nga nào phải cải thiện hệ thống membership này 100%. Hay thứ hai nữa là những cái quà trong membership này ấy, nó bị lỗi thời rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, là đây mình còn tới 527 lần gọi là quay membership nữa. Cái tài khoản này của mình đã nạp thẻ là hơn 500.000 kim cương rồi, 514.000 kim cương rồi. Đấy, thì
ở đây có một số những cái quà bị cũ, ví dụ như là cái mảnh nhân vật là cái bây giờ đâu ai cần nữa, tại vì mọi người bây giờ đâu mà cần mảnh nhân vật để nâng cấp nhân vật nữa. Đấy, ngoài ra trong này thì ví dụ mấy cái lửa trại hay là mấy cái đồ tiếp tế bây giờ chẳng ai cần nữa, trong game nó quá rẻ, trong game nó quá rẻ quá sẵn, thậm chí là trong game hệ thống nhận free đấy. Chủ yếu anh em ở đây quay và cố gắng là muốn lấy được vé vòng quay bàn kim cương là một, hai là lấy 2000 kim cương, 2000 kim cương này tỷ lệ rất là thấp, và ba là lấy thêm vàng. Cái này được khá nhiều vàng, nhưng mà thực ra thì vàng bây giờ nhiều anh em tài khoản nhiều anh em vàng cũng đã tiền triệu rồi. Đấy, tiền lên tiền triệu vàng rồi. Thế nên là cái chỉ số này nó cũng là một chỉ số nó bị cũ và nó không còn hợp thời nữa. Thì rõ ràng đây là một trong những thứ mà bên Anna Free Fire cần phải sửa ngay, cải thiện ngay. Thì có một số bạn sẽ đặt câu hỏi là thế thì những cái lượt quay của membership này nếu như mà chúng ta không đổi trước ngày 30 tháng 6 nó đi đâu? Thì tất nhiên là nó sẽ biến mất rồi, gì nữa, tất nhiên là biến mất. Đợt trước thì bên Anna có chạy một cái hệ thống membership mới, đó là cái hệ thống G-Point và F-Point. Nhưng cái đó thì thật ra nhiều người cũng không thích lắm. Đấy, không thích lắm thì cũng không biết là cái hệ thống membership mới sẽ thay đổi như thế nào, có cái đặc điểm gì mới hay không. Tại vì sau khi mà lên cái hệ thống FPGP đấy thì anh em cũng méo dùng. Đấy, anh em không dùng. Nói chung là nó không được ngon. Đấy, rõ ràng nó không được ngon. Đấy, không được ngon bằng những tai nghe đến từ Riaki Store. Anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe, mua loại phụ kiện điện thoại, mua bao tay memo để chơi Free Fire kéo tâm phút đầu ok hơn, hay là mua một số các loại tai nghe có dây, có mic rời như là G10 hay là KT02, đừng quên ghé qua Riaki Store. Ở đây là bán rất nhiều các mẫu tai nghe, thậm chí là có những mẫu tai nghe giá siêu rẻ như là mẫu XG122 chỉ từ 69k, nghe căng đét mà lại còn có cả mic rời nữa. Ngoài ra thì ở trên này còn bán đó là các mẫu quạt tản nhiệt giúp chúng ta chơi Free Fire nó mát mẻ hơn trong mùa hè này. Bên cạnh đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần những khuyến mại, mua một quạt tản nhiệt tặng ngay đó là một bao tay memo nha anh em nhá. Đường link tham khảo để dưới phần mô tả, dưới phần comment, hoặc anh em có thể vào thẳng Shopee Riaki Store HN để mua nhá. Ok, đây là một cái chế độ mới ở trong Anna Free Fire, chế độ thiết kế bản đồ. Cái này như là cái chế độ bắn tỉa, đợt trước nó có hai cái lâu đài ấy. Đấy, nhưng mà đợt này thì thấy hai cái lâu đài ấy nhìn nó ngáo ngáo nên bên Anna Free Fire quyết định là sẽ đổi thành cái pháo đài kiểu như này. Đấy, chế độ này cũng hay phết, bắn 6v6 và hai bên thì mỗi bên mỗi người có 100 máu thôi, trúng một viên súng bắn tỉa là teo luôn. Đấy, teo luôn. Nói tiếp về vụ membership nhá, thì cái membership ấy ngoài cái việc mà anh em sẽ cần phải đổi hết tất cả các quà, tức là ví dụ như tôi sẽ phải quay hết 500 lượt đấy của tôi trước khi mà cái vòng quay nó biến mất vào ngày 30 tháng 6. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ gọi là có một cái hệ thống membership mới, nhưng nó sẽ, tôi nghĩ sẽ không phải hệ thống GPFP đợt trước mà bên Ghana ra đâu, vì cái hệ thống mới ra đúng là fail. Đấy, hệ thống mới ra đúng méo ai dùng luôn. Cái hệ thống GPFP nó lại yêu cầu chúng ta là vừa phải tích lũy thời gian chơi game đấy, và vừa phải có nạp thẻ để có thể đổi được quà, chứ nó cũng không hoàn toàn là 100% quà free đấy. Thế nên là nhiều anh em cũng lười dùng. Đấy, nhiều anh em lười dùng thì anh em bảo là mấy cái quà mà đổi bằng FP ấy, nó cũng lởm quá. Đấy, trong khi đó thì rõ ràng hệ thống membership nó sẽ phải cập nhật những cái mới, nó cập nhật cái mới, ví dụ như là tích lũy bảng xếp hạng nạp thẻ, hoặc là tích lũy về lượng kim cương nạp để có thể đổi ra những cái mốc quà. Nhưng những cái mốc quà nó phải những mốc quà đặc biệt, tức là chỉ có những người mà tích lũy nạp thẻ mới có thể nhận được thôi, chứ không phải là kiểu ai cũng có thể nhận được. Đấy, thì nghe nó cũng không được giòn cho lắm. Thì rõ ràng là cái hệ thống membership này khi mà thay thế vào ngày 1 tháng 7 thì cũng sẽ là một điều rất là quan trọng. Nhưng em chú ý cái mốc thời gian là 30 tháng 6 nhá, trước 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6 thì anh em cần phải đổi hết tất cả quà trong membership đi, kể cả tất cả tài khoản cũ anh em nên đổi đi. Đấy, tại vì sau ngày đấy thì mình nghĩ là những cái lượt quay các thứ thì nó cũng sẽ không được giữ lại đâu. Đấy, nó cũng sẽ không được giữ lại đâu. Thì anh em chú ý về cái vấn đề đấy. Đấy, anh em chú ý vấn đề đấy. Ok. Đấy, còn cái chế độ bắn tỉa này thì khá là dễ các bạn. Và ôi, đứng ở đây tưởng đứng đây 30 giây được gì, được một quả keo. Đứng đây 30 giây được một quả keo. Và tệ thật đấy, tệ thật đấy. Mày triple kill một thằng nữa. Đấy, mày làm sao penta kill, mình leo tận đây bắn thôi. Và có cái vòng dưới chân này. Và ôi giời, vừa có cái vòng dưới chân xong nó lại thịt mình luôn ạ. Vừa có cái vòng dưới chân là hạ 6 thằng à. Vừa có cái vòng dưới chân nhìn đẹp vãi nồi và nó lại thịt mình luôn. Chơi bời gì nữa. Cái vòng đấy nó giống như là cái vòng của cái hiệu ứng Buya nhỉ. Là cái hiệu ứng của cái đồ phong cách của đồ Buya gì đấy. Bây giờ nó nhảy xuống kìa. Nó nhảy xuống này, chơi này dễ quá anh em ạ. Và địch hình như nó cũng quýt hết rồi sao ấy. Và địch hình như nó cũng dần nó quýt hết rồi, khổ. Đấy, không bắn được lại quýt, không bắn được lại quýt. Đấy, làm sao, ôi
Ôi, nó vẩy nóng. Ôi, vẩy ảo đấy nhỉ. Đấy, trận này pin chẳng chặt rồi thì được. Ok, anh em thử chơi chế độ cho tôi, nó giống kiểu game chiến tích huyền thoại ngày xưa ấy, game Wii Fire ngày xưa ấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.